Ngày hôm nay thì bên cửa hàng lại tiếp tục lên một dàn karaoke gồm một đôi loa Super Diva Full 25 cùng với một cục đẩy công suất, mã của nó là MHB30. Cục đẩy công suất này thì cho ra chất âm là 600W một kênh và mức giá mà cửa hàng ngày hôm nay đi cùng với đôi loa này sẽ là 1.900.000 đồng, cùng với đôi loa thương hiệu của Đức Super Diva, mức giá là 3.800.000 đồng. Và khi mà các bác mà mua đôi loa này mà không có tem thì em sẽ giảm giá cho các bác là 500.000 đồng nhé, đối với cái đôi loa mà mất tem như này. Sau đây thì cùng test thử chất âm của sản phẩm này. Người ơi có nhớ có thương một người, còn mơ những lúc đón đưa trong đời, cao nay chỉ còn trong chiêm bao, còn thương tiếc chi ngày sau. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối non cho cạn lời. Ân tình giờ đây phai phôi, nay chỉ mình tôi đơn côi. Đấy, rất là khỏe, mức giá chỉ 1.900.000 đồng, và đôi loa thì giá là 3.800.000 đồng các bác nhé. Các bác quan tâm đến sản phẩm thì có thể là liên hệ Zalo của em. Nhà em thì sẽ giao hàng toàn quốc, các bác nhận hàng thì được kiểm tra hàng và thử hàng nhé. Rồi em xin được cảm ơn các bác đã xem video, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.